Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại ván đấu thứ hai. Trong ván đấu thứ nhất thì bên phía Game TV vẫn tỏ rõ mình là một ông hoàng trong giải đấu lần này. Và Team Oppa đã nhận rất nhiều thất bại, họ chỉ có duy nhất một chiến công trong ván đấu đó. Và để có những cái kế hoạch hay hơn trong ván đấu thứ hai này, thực sự đây sẽ là những cái bài toán rất khó dành cho bên phía của Team Oppa. Rõ ràng Game TV đã có được cái pha setup xoan rồng rất ấn tượng, tôi nghĩ là nó là cơ bản. Việc đẩy cao cả ba đường lên giúp bạn có thể tụ tập nhanh hơn, khiến cho đối phương phải di chuyển ra cái trụ đó. Nếu như mà Oppa không di chuyển ra trụ để phòng ngự thì KTV cũng không ăn rồng, thì coi như Team Oppa sẽ mất nguyên ba đợt lính, và đó là lượng tiền cũng như là lượng kinh nghiệm tương đối lớn, thì đằng nào Team Oppa cũng sẽ mất mà thôi. Vấn đề của Team Oppa trong game đấu thứ hai này có lẽ sẽ phải giải quyết khâu di chuyển và khâu đẩy đường, nó tương đối quan trọng. Cấm và chọn KTV ở đội xanh. Một phần nữa họ sẽ phải phụ thuộc vào một đội hình của mình. Khi mà những cái đội hình của Team Oppa thực sự nó rất là dễ bắt bài. Trong cái đội hình lần yếu trước, ban đầu, như đã phân tích là nó yếu trước cấp độ 4. Hoàn toàn đồng ý. Và như vậy thì Game TV lợi dụng cơ sở đó, họ đẩy lên rất nhanh. Cái tiến độ nó đẩy lên cao và làm cho bên phía của Team Oppa gặp rất nhiều những bất lợi. Và cấm đi đó là Violet dành cho bên phía của Game TV như thông thường. Trong khi đó Team Oppa quyết định tự cấm đi một con bài hỗ trợ mà họ vừa chơi trong ván đấu trước, đó là cô nàng Alice. Có cho mình là Chocna, có cho mình là Zuka cùng với Malok đến từ bên phía của Team Oppa. Khá tốt, hai lựa chọn đó là Zuka và Malok dường như là những sự lựa chọn tối ưu ở vai trò solo đường ở thời điểm hiện tại, đúng không? Thực ra những lựa chọn như là Irie hay là Zephyr hoặc là Tara chỉ là những sự lựa chọn thuộc dạng tier 2 mà thôi. Chona vẫn sẽ đóng vai trò đường giữa trong tay của Xuân Bách. Nếu như không có gì thay đổi, tôi nghĩ vẫn sẽ là Irie đến từ Matong mà thôi. Nhưng trước hết đó là Murat của bé Tranh, và đó tiếp tục là Oma của PS Man. Thực sự là khá khó đây. Đây sẽ là một cái màn thể hiện đến từ cả hai bên. Khi mà Alice không có, khi mà Violet không có, đây sẽ là một cuộc chiến của những vị sát thủ. Có Oma trong tay, và bây giờ là anh chàng Nakroth cùng với Zeal sẽ được quay trở lại. Chắc là Zeal sẽ đi khu vực đường giữa, đúng không? Bởi người Đài hay người Hàn cũng thỉnh thoảng sử dụng Zeal ra khu vực đường giữa. Bởi vì một phần bộ kỹ năng của Zeal đều là kỹ năng diện rộng, nên sẽ giúp cho anh chàng này dọn dẹp các vật lính nhanh và đẩy khu vực đường giữa lên cao, thì anh ta sẽ có lợi thế đi ra các khu vực đường khác nhanh hơn. Chưa kể với bản năng sát thủ của mình thì Zeal cũng là một trong con bài có thể khắc chế tốt cho Na, bởi Zeal không có hiệu ứng khống chế nào cả. Nếu như đọ về mặt sát thương trực diện 1-1 thì Chona sẽ không thể bằng Zeal ở thời điểm cấp độ đầu. Những cấp độ đầu do việc kích hoạt được nội tại khiến cho Zeal tiếp tục dùng phong ba của mình, một là lui về, hai là tiếp tục tấn công vào đối phương và tiếp tục tạo ra một cái phong ba nữa, lại tấn công đối phương liên tục như vậy. Đặc biệt thậm chí là cấp độ 4 thì Zeal hoàn toàn có thể kết thúc được Chona một cách thoải mái. Thên là lựa chọn trong vai trò hỗ trợ đến từ Team Oppa, như vậy họ có Zuka và Malok đi đường đơn, Zeal đi đường giữa, Thên hỗ trợ và Nakroth đóng vai trò đi rừng. Game TV, PS Man cầm Oma đi hỗ trợ, bé Chen cầm Murat đi rừng. Đường giữa là Chona của Sun Bách, và hai cánh đó là Irie và Zephyr. Với 10 vị tướng này thì đây sẽ là một ván đấu khá khó để dự đoán rằng đội nào sẽ có những lợi thế hơn, khi thực sự tôi đang thấy là đang có một cái sự gì đó nó khá là hòa kèo. Đến từ cả đường đơn, đường giữa hay là đi rừng các kiểu gì đi nữa thì họ vẫn đang dừng lại ở một chữ hòa mà thôi, khi không có một chất tướng nào nó vượt trội hơn hẳn trong giai đoạn đầu này cả, khi tất cả đều phụ thuộc vào lối lên đồ, đều phụ thuộc vào cái khả năng di chuyển. Và đây sẽ là một ván đấu thể hiện đỉnh cao của những người chơi nào ganh đồng đội sớm hơn, có khả năng giao tiếp tốt và sự phối hợp tốt, chắc chắn họ sẽ có những lợi thế và từ đó họ sẽ có một cái khoảng cách xa hơn trong những giây phút cuối trận đấu. Tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ là Oma, thì có vẻ như so sánh trước cấp độ 4 thì Oma vẫn có lợi hơn so với Thên, đúng không? Đồng ý, Thên sở hữu một khả năng cứng cáp rất tốt đến từ nội tại, khả năng gây hiệu ứng khống chế của mình bằng tình huống xung phong. Nhưng điểm yếu của Thên đó là khả năng hồi chiêu nó tương đối thấp. Và nếu như để cho Thên có thể tạo ra một lượng sát thương lớn là phải chờ được cấp độ 4 có Excalibur cơ. Nhưng khoảng thời gian mà hỗ trợ đạt cho được cấp 4 tương đối khó. Để cho có lẽ hỗ trợ đạt cấp độ 4 nhanh nhất đó là rượu của mình ăn được con rồng. Và thêm một điều nữa đó là Thên đã lên thì không thể nào về được. Vì bộ kỹ năng này của anh ta đã lên là phải dùng toàn bộ tất cả những gì mà anh ta có, nhưng không thể nào rút về được một cách nhanh chóng. Thì như vậy đây sẽ là một điểm yếu nhất định của Thên. Khi mà anh ta lao lên thì bất cứ các thành viên nào đến từ bên phía của Game TV có thể tràn vào, có thể quay ngược vào trở lại anh ta. Khi mà đơn giản Thên trong ván đấu này, anh ta có thể là người chơi ở vị trí đi đường đơn. Hỗ trợ Thên hỗ trợ. Không, mà ý tôi là anh ta có thể không phải đi hỗ trợ nữa mà là sẽ đi loang quang ở đâu đấy. Tức là đi roaming. Chính xác. Và mục tiêu đó là kiểm soát tầm nhìn chứ không phải tình huống mà kết hợp với người đi rừng đi ganh, đúng không? Đó có thể sẽ là một ý kiến tương đối tốt. Và có lẽ mọi thứ đến từ Thên YOLO, đến từ pha rồng. Thực ra xét về kỹ năng thì Game TV rõ ràng là cũng có một vài người kỹ năng vượt trội hơn, nhưng tôi nghĩ sự chênh lệch chủ yếu giữa Game TV và Oppa đó là khả năng di chuyển, khả năng đẩy đường, và nói chung là cái tâm lý bản lĩnh thì Game TV vượt trội hơn rồi.
Game 2 thì hy vọng thì Oppa sẽ cải thiện điều đó. Và có một cái mà Game TV họ cũng hơn, đó là cái khả năng kêu gọi đồng đội của nhau rất tốt. Khi mà họ muốn tấn công thì tất cả cùng đồng loạt tấn công, chứ không phải là người lên và người đi xuống. Và chính vì những cái lợi thế đó mà họ có được ngay rất sớm. Họ kêu gọi với nhau như trong bàn đấu trước là ngay đầu tiên họ ganh lên khu vực đứng giữa, đúng không nào? Sau đó lên hẳn đứng trên, ganh thẳng chủ lực vào một đường phá gãy đi một cái đường chí tuyến của bên phía đối phương. Thì đơn giản vậy thôi, họ tràn lên và bây giờ trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Liệu Game TV có lặp lại lịch sử như trong ván đấu đầu tiên của họ hay không thì chúng ta sẽ biết ngay trong ván đấu này. Với việc đi đường giữa nhưng tôi nghĩ việc cầm trừng phạt này đến từ Zil cũng không phải là phương án quá tệ. Anh ta sẽ lên cho mình trang bị đi rừng theo kiểu là gây sát thương và đòn đánh tường tiếp theo tạo thêm một lượng sát thương ấy. Nói chung là Zil có khả năng xông sát thương rất nhiều nhưng đây lại là sai. Anh ta ủi Oma về và không còn chiêu thức nào để giữ chân Sai nữa. Game TV tạm thời hài lòng với 1/3 máu của Sai ra đi. May là anh ta ủi được về, chứ còn ủi lên nữa thì thôi, chắc chắn chiến công đầu sẽ thuộc về bên phía của Game TV. Và như đã nói trong ván đấu này, Then đúng dự định của tôi, anh ta là người chơi đi đường đơn và vị trí của anh ta đang là đi ở khu vực đường giữa, hỗ trợ cho anh chàng Zuka vừa mới từ rừng đi ra đây. Trong khi đó thì Xuân Bách với Chakna mà đối đầu với một Then hay Zuka rất đơn giản thôi. Những lần sóng của anh ta được tạo ra dọn dẹp quái vật lính rất nhanh, chơi ở thế cầm hòa. Wow. Và gặp mặt nhau ở đây khi mà người giữ lại đó là TF và bây giờ K cũng đến và ngay lập tức rút lui khi cả ba thành viên của Game TV đang cực kỳ mạnh. K đang bị giữ lại, anh ta đang gặp rất nhiều sát thương và chiến công đầu thuộc về Oma, quay ngược trở lại đánh vào Sai. Họ đang tràn lên rất nhanh. Game TV những phút đầu tiên thôi họ đã lấy luôn được lợi thế dành cho mình. Đó là pha kiểm soát tầm nhìn rất tốt của Baseman đúng không? Anh ta biết được rằng khả năng cao đối phương sẽ cướp rừng và anh ta đứng ở cái bụi cỏ đó, nắm bắt hoàn toàn hướng di chuyển của TF. Nếu như so sánh cái việc đó là Then đi cùng với Nakroth đối đầu với Murat đi với Oma, tôi đánh giá cao hơn rất nhiều kèo cặp Murat và Oma. Rất nhiều yếu khống chế được tạo ra, nên nhớ rằng đòn đánh thường của Oma cũng có khả năng gây choáng. Những tình huống lướt của Murat cũng có khả năng gây choáng. Và tiếp tục là pha uy hiếp vào và người Kiệt Anh. Và K nằm xuống. Kiệt Anh bốc hơi, không thể nào dãy được. Anh ta đánh một cách quá tự tin khi mà chiến công đầu vừa mới nằm xuống ngay tiếp theo. Anh ta đã lao lên tấn công thẳng vào mặt Murat và cả Oma đứng ở đó nữa. Nguồn sát thương có, khả năng gây hiệu ứng cũng có luôn. Và bây giờ họ tấn công ngay vào con rồng này, quay ngược trở ra tấn công vào Sai. Ở đường dưới thì Matong cùng với Vim cũng đang đánh nhau. Vim đang cố gắng càn quét vào. TF đang đứng từ phía bên ngoài. Liệu anh ta có cướp được con rồng hay không? Ôi rồng em ơi! Rồi. Nhưng con rồng nó vẫn còn đầy tốt máu quá. Và tiêu diệt được cả rồng lẫn mạng người của TF luôn. Game TV đang tỏ rõ cái nguồn sức mạnh của mình mới chỉ ở phút thứ hai thôi nhưng đã chênh lệch tới 2.000 tiền dành cho bên phía của Game TV. Và được chơi thì Matong tiếp tục tỏa sáng. Không, tôi xin lỗi, đó là Henry với pha solo kill hạ gục được Zil của Linh Nhi. Và gần như trên khắp mặt trận thì Game TV thắng. Coi vì như cái kèo mà Henry thắng nó xuất phát từ con rồng. Có được rồng cái, Henry đặt cho mình cấp độ 4 ngay, nhảy thẳng vào cú không kích và khiến cho Zil của Linh Nhi không thể nào dãy ra được. Phía bên này và thì lại đầm xuống không đây, TF phải về ngay và giữ chân được. Đó là anh chàng Then của Sai để cứu những người đồng đội của mình. Vẫn quyết tâm ở lại tấn công vào những bùa lợi, vào những nguồn tài nguyên bên phía rừng của đối phương để cướp sạch, không cho đối phương có bất cứ một cái lợi thế nào để farm, để yên nghỉ cả. Hơi khó rồi, có vẻ như team Oppa tiếp tục rơi vào cái thế khó thở. Phải nói là pha dồn sát thương của bé Tranh là rất tốt với chiêu cuối và cú trừng phạt của mình. Và đó là chiêu cuối của Zil. Anh ta cố gắng thoát được phong độn và anh ta đã thoát được với phong độn. Anh ta rút về thành công. May pha đó là bộ kỹ năng của bé Tranh chưa được hồi lại một cách hoàn toàn. Chứ tôi nghĩ rằng nếu như một cách quyết tâm nữa họ có thể băng trụ và tấn công được vào Zil. Có vẻ như Linh Nhi đang là người ổn nhất từ nãy đến giờ khi mà anh ta đang giữ được cái lợi thế khu vực đứng trên. Nhưng anh ta vừa bị solo kill. Anh ta bị Henry solo kill, cho nên tôi không nghĩ đây là vị trí ổn nhất của team Oppa. Nhưng mà ý tôi là về cái thế đẩy đường cơ. Ở khu vực đường trên ít ra anh ta vẫn giữ được ở một cái thế đó là cân bằng. Trong khi đó khu vực đường giữa đẩy lên rất cao. Khu vực đường dưới Vim cũng không dám đi lên cái trụ là quá sâu. Thì duy nhất ở khu vực đường trên đang đánh một cách khá là an toàn và hiệu quả. Và có lẽ Linh Nhi và solo kill đó anh ta cũng phải dừng lại. Thì anh ta chỉ biết rằng bây giờ chỉ farm thôi. Chứ bây giờ anh ta vượt qua được cái ngưỡng đó thì anh ta sẽ nằm xuống. Thôi xong, Kiệt Anh bây giờ bắt lẻ. Kiệt Anh bị choáng, Kiệt Anh đã thoát đi với bộ chiêu thức của mình. Nhưng phía bên này Sai cố gắng ủi đối phương về đồng đội của mình. Chiêu cuối của bé Tranh được dùng, Sai chết chắc rồi. Siêu anh việt. Ta đã chết. Cú chiêu cuối của Matong nó là hơi thừa. TF cũng phải dùng bồi thẩm đoàn để rút đi. Phía bên này có luyện ngục nhưng không có ý nghĩa. Vì một lần nữa phải hạ gục, bị hạ gục. Vim một lần nữa quay về với công việc làm thuốc tẩy rửa của mình. Anh ta nằm xuống một lần nữa. Con rồng thứ hai thuộc về bên phía của Game TV. Thắng họ rồi. Đang đánh một cách cực kỳ là mãn nhãn, không để hở bất cứ một mạng nào cả. Bé Tranh đang cực kỳ xanh xao. Bây giờ
ăn phải quả chanh này là chua loét loẹt loẹt luôn. Không ai dám gặp anh ta trong cái quãng đường đi của mình cả. Với chiến thắng trước Team 13 thì phải 90% GTV lọt quyền đi tiếp vào vòng sau đúng không? Nếu như không có bất ngờ trước game Thái Nguyên và Hải Phòng DK, tức là game Thái Nguyên cũng thắng Hải Phòng DK, thì game TV và... Oh, Henry! Đó, Henry nằm xuống. Đó là cú phong đao, xin lỗi bạn, đó là phong ba rất nhiều sát thương kết hợp với sát thương của Dark Road nữa. Quay trở lại với diễn biến của bảng A, nếu như game Thái Nguyên thắng Team DK thì game TV và game Thái Nguyên sẽ dắt tay nhau đi tiếp, và trận đấu cuối giữa hai đội tuyển này chỉ mang tính chất là thủ tục tranh nhất nhì mà thôi. Hoàn toàn đồng ý. Và với cái cặp game Thái Nguyên cùng với cả Hải Phòng DK đây sẽ làm cặp hấp dẫn khi cả hai đều phải tranh đấu đúng không nào? Để tranh đấu để giữ cái ngôi vị thứ hai, còn ngôi vị thứ nhất thì chắc chắn tôi nghĩ rằng game TV nắm chắc trong tay là phần nhiều. Bây giờ quay ngược trở lại vào trận đấu này, sau khoảng tầm 7 mạng được diễn ra thì game TV đang muốn quay ngược trở lại chơi chậm hơn một chút, họ cần lấy lại được cái thế chủ động nhiều hơn. Có bùa lực sĩ ở dưới người của mình, Ma Tông sẵn sàng chơi luôn. Quay ngược trở ra chơi luôn, bật tất cả những gì mà anh ta có, và với một Vim còn đang rất yếu như thế này, liệu anh ta có chạy được không đây? Những lớp giáp đang được búp lên nhưng cái khả năng làm choáng và sự khó chịu của Ma Tông là có ép đi được cái hồi máu đến từ anh chàng Vim kia. Nếu như Ma Tông dùng bộc phá thì đó là cái kèo Ma Tông thắng chắc hoàn toàn rồi. Anh ta lướt ra khỏi bụi cỏ, nhìn thấy sai và ngay lập tức lướt về. Sự khó chịu của Airy đó là khả năng cơ động, và gần như bạn không có cách nào để có thể bắt được Airy, đặc biệt đó là bạn sử dụng Maloc nữa. Ở khu vực đường giữa đó là cú choáng hai người của PSman rất tốt, đang gặp cái tình huống bây giờ tôi nghĩ là tắc thở rồi, chứ tắc không thở. Phải là khó thở, tắc thở trên toàn mặt trận. Thực ra Team 13 vẫn đang có một điểm lợi so với những trận đấu trước của họ, cũng như là trận đấu giữa GameTV và Phòng DK, đó là họ vẫn giữ được trụ. Đây là một điều tín hiệu vui. Henry bị tấn công bởi đối phương, đó là phong đao, nhưng nó chỉ trúng một lượt thì phải, không có quá nhiều tác dụng với Henry. Henry lui về và sẽ farm những con lính. Phía bên kia bé tranh lại một lần nữa cặm cụi ăn con rồng. Rất khó để cướp được rồng trong người của Murat với chiêu cuối và cái trừng phạt. Rồ sát thương rất nhanh. Có lẽ là bên phía GameTV đang muốn quay sang chơi chiến thuật là lấy những lợi thế đến từ tài nguyên thôi, bởi vì họ biết rằng với đội hình này của bên phía Opa, họ có thể tập hợp với nhau rất nhanh, và bây giờ bắt lẻ anh chàng nào sẽ nằm xuống khó. Trên đấy Liên Chi chạy thoát được ra khỏi thành công với phong ba của mình. TF ở ngược trở lại, anh ta đang cố gắng gây sát thương và đang lui về thành công, cứu được đồng đội. Henry cũng PSman, máu còn đang là rất thấp nên họ quyết định sẽ phải bỏ mạng đó đi. Và như có chức nào ở đây, chức nào lên hơi muộn khi mà TF đã vượt qua tường rồi, và tiếp tục là Ma Tông thể hiện sự lấn lướt của mình ở khu vực đường dưới, nhưng đang ở gần trụ, Vim có sự an toàn. Cảm giác những kèo đấu mà Team 13 không thể nào chết bởi solo kill đã giúp cho họ giữ được cái trụ này. Nên nhớ rằng những tình huống kiểu tấn công Linh Nhi chẳng hạn, chỉ cần Linh Nhi sử dụng cho mình cái phong ba, có được 3 stack đánh thường hồi lại phong độn, ngay tức anh ta dùng phong độn để lùi đi đúng không? Kèo khu vực đường giữa thì Vim liên tục hồi máu bằng bộ chiêu thức của mình, bằng cái nội tại của mình. Điều đó cũng khiến cho Ma Tông, người không cầm trừng phạt, nhầm cầm bộc phá, cũng khó để hạ gục được Vim. Cho nên ở đường giữa thì Zuka liên tục cặp đôi với Sai rồi, cho nên cái việc mà không mất trụ đến từ Team 13 là điều dễ hiểu. Tuy nhiên điều đáng khen là họ đang làm điều đó rất tốt. Và cũng khó bây giờ cho Game TV muốn lao vào tấn công đánh giao tranh thôi xong. Nhưng trước khi đó thì TF đang yếu rồi, ta đã nằm xuống trước những lưỡi gươm vàng kia của bé Tranh, người đang có lợi thế nhất là TF. Cuối cùng anh ta nằm xuống sát thương mất đi. Bây giờ chỉ còn hai thành viên khu vực đường giữa này, nhưng may là đợt lính nó chưa kịp lên, họ chưa thể băng trụ. Nhưng băng trụ ở khu vực đường dưới, luyện ngục đi đâu đây? Luyện ngục thẳng vào anh chàng PSman. Sát thương của Oma là quá nhiều thời hiện tại. Tôi thấy một pha solo kill và Henry nằm xuống lần thứ hai thì phải. Phía bên đây bé tranh tấn công vào Sai, và chắc chắn hạ gục được Sai với cái chiêu cuối kia. Đúng là Sai thật rồi. Thêm cả một trụ nữa, và đây là sẽ là trụ thứ hai của GameTV, nhưng bù lại khả năng cao họ sẽ mất đi cái trụ một ở khu vực đường trên, thì chung quy Team 13 lỗ một trụ. Và bây giờ có Ma Tông ở đây, anh đấy ta quá. Bật long khí, long kiếm của mình lên, nhưng đã về là ca, anh ta có thể lướt lên rất nhanh đến từ hai kỹ năng của mình, lấy được trụ đầu tiên ở khu vực đường trên, nhưng hai trụ đường giữa và đường dưới thì GameTV đã hoàn thành xong nó rồi. Con rồng hắc ám tiếp theo, con rồng thứ tư thuộc về bé Tranh. Những con rồng này luôn được kiểm soát tốt, và bây giờ tiếp tục là solo kill. Ca đang yếu máu nhưng có trụ, Ma Tông không dám lao vào khi kỹ năng của anh ta chưa được hồi lại, vẫn đang nhây ở đây. Nhưng lần này là Xuân Bách lên đây với những gọn sóng của mình, và anh ta tiêu diệt được đi Zuka của anh chàng Ca kia. Đang là những cái vấn đề cực kỳ là trục trặc từ bên phía của Opa, họ không còn một cách nào cả. Những lượng đồ đơn giản thôi, 1, 2, 3, 3 món đồ lớn đã trên người của bên phía GameTV hầu hết đến từ các thành viên. Nhưng trong khi đó bên phía Opa thì sao? Mới chỉ là những mảnh nhỏ đang ghép dần vào với nhau. Chênh lệch tiền người đi rừng lúc này rơi vào 2.000 tiền, tức là nó tương đương với một món trang bị lớn. Cho nên, để xem, TF tấn công Henry nhưng lâu. Khó.
Quay trở lại vấn đề người đi rừng, tức là thường những người đi rừng khi cấp rừng hay người đi cùng người hỗ trợ đúng không? Nhưng sự chênh lệch quá lớn về hai người đi rừng nó giúp cho bé Tranh có sự tự tin là hoàn toàn có thể solo kill TF một cách nhanh chóng được. Và điều đó khiến cho... Đây, xét lại pha này. Ui dồi ôi. TF cố gắng bỏ chạy với chiêu thức của mình và đã thành công rồi. Áo bánh chạm được dùng, mà mục đích xóa sổ lính. Thời điểm hiện tại áo bánh chạm có lẽ hồi 7-8 giây là hồi được rồi. Thậm chí là 6 giây. Cho nên cái việc sử dụng ảo ảnh chạm để cầu mau đối phương cũng như là xóa sổ quái vật là điều chúng ta sẽ thấy đến từ bé Tranh trong khoảng thời gian sắp tới. Bắt lẻ, bắt vào anh chàng TF nhưng hai anh chàng này không có kỹ năng vượt địa hình tốt như Nakroth. Nakroth đuôi về nhưng bé đây. Tranh ngay từ đằng sau, tránh vỏ dưa thì có vỏ dừa thôi. Chắc là tiếp tục có chiến công dành cho mình. Rất tốt, sát thương rất lớn đến từ bé Tranh và đó sẽ là con bùa đỏ dành cho bé Tranh. Đó có thể sẽ là cái trụ một khu vực đường trên. Ma Tông solo kill với Kiệt Anh và anh ta là người chiến thắng. Tôi thề. Bạn gái Ma Tông xem anh ta đánh chắc cũng nở mày nở mặt. Tối nay về kiểu gì cũng thưởng. Tối nay về Ma Tông kiểu gì cũng được thưởng vì anh ta hôm nay chơi cực kỳ xuất sắc trong những ván đấu vừa rồi thôi. Bây giờ đánh vào con rơi và tiện đường công tác thì chơi luôn cả cả cái con kinh công kia. Trong khi lúc đó thì Henry giết được luôn cả Linyi. Tất cả lợi thế bây giờ đều thuộc về bên phía của Game TV. Họ đang có một chiến thắng cực kỳ mãn nhãn dành cho mình và chắc chắn họ vẫn giữ được cái chuỗi bất bại của mình mà thôi. Điều tôi chê trách nhất đến từ Game TV đó là họ thắng game đấu này hơi lâu. Con bùa xanh nó đã thuộc về Ma Tông và anh ta quại người TF. Mạnh quá. Bây giờ là không nhờn được, không nhây được. Bây giờ ai cũng khỏe đến chốc na, bây giờ cũng khỏe ngang cơ do các thành viên khác luôn. Tôi không tin rằng bây giờ Timopa có thể thở một cách nhẹ nhàng rồi họ bị ép vào khu vực đường giữa này với rất nhiều thành viên rồi. Đây. Excalibur đã được dùng để xóa sổ những con lính. Bé Tranh lướt vào, bé Tranh đang tấn công một người TF, hai con đường TF. Anh ta thoát ra được, ăn hai phát bắn tử trụ nhưng với bộ lợi kinh công anh ta sẽ hồi máu ngay đây. Kiệt Anh tới rồi sát thương và hạ gục được bé Tranh. Nhưng ở khu vực đường dưới thì PS Man sẽ lấy được trụ đối phương và anh ta đã làm được điều này. Ma Tông băng vào, lướt đập mặt vào tường nhưng lướt lần thứ ba thì thoát được. Vẫn ép ở khu vực đường giữa này và tấn công vào Linyi đang liên tục phải thoát đi. Mưa dầm thì thấm lâu, cái trụ này chỉ đơn giản vài lần nữa thôi và nó chắc chắn đã phải nằm xuống và quay trở lại. Tốt. Ôi nhưng cái trụ nó vẫn còn một chút máu nữa. Ma Tông dùng 3 lần lướt của mình để thoát đi và chờ đợi thêm một chút nữa thôi. Khu vực đường trên đã làm xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ tiếp theo vào cái trụ bậc thềm họ bào dần dần. Khu vực đường giữa cũng mất rồi và chỉ còn khu vực đường trên mà thôi. Lao trụ vào. Em ơi. Cái trụ nó vẫn chưa vỡ và giết được Henry rồi, đang lao lên. Ca đang cố gắng Ma Tông vào nhưng Ma Tông không phá trụ. Luyện ngục đã có, Ma Tông đang thoát ra có hồi máu quay ngược trở lại. Sát thương là quá nhiều. Xuân Bách đang bên phía của Opa đang dần tan rã ra. Xuân Bách đang cố gắng quay ngược trở lại. Jinji còn thấp máu đang lui về. Nhưng nhiệm vụ chính của Game TV lúc này là càn quét và Vim vẫn sống khi PS Man của sát thương là không có nhưng bé Tranh đã có ở đây. Anh ta sẽ làm gỏi tất cả các thành viên còn lại. Tranh đã nằm rồi. Ma Tông cũng sẽ nằm trong tình huống này. Một mình Xuân Bách sống, có vẻ như pha đánh vừa rồi là hơi lầy. Thực ra tôi không hoan nghênh pha quyết định của Henry. Cái quyết định của anh ta đó là lướt vào phá trụ. Nhưng mà anh ta không phá trụ trước. Nhưng anh ta lướt vào chưa đến tầm trụ, đi bộ vài bước nữa. Thì trên quãng đường đi bộ để tiếp cận cái trụ anh ta bị đối phương úp và gần như là tan biến hoàn toàn. Đó là hai thành viên cùng lao vào để tầm cái trụ. Tôi nghĩ rằng là họ phá rồi. Nhưng họ không phá, họ quen ở trở ra gây sát thương trước xong rồi mới quay lại. Và họ thua một pha giao tranh. Nhưng thôi ít ra thì họ cũng đã có được cái đường giữa từ trước đó rồi. Cũng an ủi được phần nào đó. Và hy vọng rằng với một chút lợi thế đó thì Opa sẽ có thể lấy lại được một chút niềm tin dành cho mình. Opa này không phải là Opa Gangnam Style rồi. Đánh thế này không thể nào style được. Có phong cách một chút đến từ Đài Loan, đến từ cấm và chọn nhưng cách di chuyển của họ cũng không thực sự là quá ấn tượng. Để xem họ sẽ phòng ngự như thế nào đây. Hơi khó. Bây giờ tiền nó chênh lệch cũng phải gần 10.000 tiền, không phải 11.000 tiền. Không phải là một con số nhỏ một chút nào cả. 11.000 tiền cứ chia ra mỗi người hơn khoảng tầm 2.000 tiền thôi đủ. 2.000 tiền là một món đồ rồi. Một món đồ lớn rồi. Và với việc hơn như thế, chống chịu hơn, sát thương hơn. Và bây giờ chỉ cần bé Tranh gây được sát thương, dùng được những cái lần lượn lả lướt của mình thôi. Tôi tin rằng cả 5 thành viên đứng trong cái tâm đó không ai chịu được cả. Thực ra bây giờ có một cách để cho bé Tranh liên tục tấn công của đối phương, đó là có một cái con sói. Con sói gần bùa xanh của đối phương á. Anh ta không diệt con sói đó, anh ta cứ kéo nó đủ 5 stack, đủ 4 stack lại lao ra chém chiêu cuối. Đối phương rồi sẽ lùi về, chờ con sói hồi đầy máu anh ta lại tiếp tục chém nó. Cứ như thế thì anh ta sẽ cầu máu đối phương rất nhiều và đến thời điểm nào đó đối phương sẽ lùi ra và sẽ có nhà chính dành cho KTV, nhưng anh ta không cần làm điều đó. Đang vào thế bí,
đang vào thế bí là Game TV khi họ muốn tấn công vào cái nhà chính lắm, nhưng mà nhiệm vụ của bên phía Opa đó là lính lên thì dùng tất cả những gì mà họ có để tiêu diệt đi lính. Khu vực đường trên không thể nào đẩy được, khu vực đường dưới cũng chưa có trụ, nên bên phía Game TV chỉ biết còn một đường là cố gắng bào vào cái nhà chính mà thôi. Có lẽ Game TV sẽ phải chờ hai yếu tố nữa, đó là con kinh công và đó là lính từ hai đường liên tục đẩy. Nếu như họ phá hủy được một cái trụ ở đường trên hoặc đường dưới gì đó, hoặc là thậm chí phá hủy hai cái trụ ở đi, thì sẽ có ba con lính siêu cấp cùng tràn vào, ba đường là chín con lính siêu cấp, thì đó sẽ là một cái tấm lá chắn rất tốt để họ có thể bỏ qua đối phương và tấn công vào trụ. Chiến thuật đó hợp lý hơn rất nhiều. Bây giờ thay vì dồn tất cả năm thành viên vào một khu vực đường giữa, quay ngược trở lại kiểm soát một vài những mục tiêu lớn là con rồng, là thêm một con kinh công kia ăn xong, chia lẻ ra khi mà các thành viên của họ có khả năng vượt yên rất tốt với Airy, với các kiểu đội hình của mình, thì họ đẩy đường trên, họ đẩy đường dưới, và chắc chắn đội hình của bên phía Opa phải xé lẻ đội hình của mình ra để bảo vệ thôi. Và đơn giản, khi mà khu vực đường trên bị ép, khu vực đường dưới bị ép, lính ở khu vực đường giữa sẽ đẩy lên cao, thì sẽ là lợi thế để cho họ tràn vào và tấn công thẳng vào cái nhà chính kia. Đang có tín hiệu tạm dừng đến từ Game TV đúng không? Có vẻ như những sự cố về máy móc đã khiến cho họ không thể nào kết thúc trận đấu cách nhanh chóng được. Thì hy vọng là sau khi khắc phục được sự cố này thì họ có một pha tổng tấn công vào endgame. Bây giờ mà nghĩ rằng team Opa lật kèo thì cũng khó. Thực ra được, lật được. Lật thì lật được, nhưng mà nó cần đầy đủ các yếu tố cơ. Bây giờ nếu như mà tập trung quá vào tấn công, chỉ cần một thành viên của bên phía Game TV thôi, họ đi lẻ, đi riêng thôi, họ không tham gia vào giao tranh, họ đẩy lẻ một đường, thì bên phía của Opa Game cũng Opa cũng không thể làm được gì cả. Đây, chúng ta cùng xem lại. Đây là một pha mà Tông cần phải đẩy cao lính ở khu vực đường dưới. Ở đường trên, PSman và Henry sẽ là người chịu trách nhiệm đẩy cao lính. Có vẻ như chiến thuật đó là đẩy cao lính và lấy trụ sẽ được họ áp dụng trước khi con kinh công ra, nhưng họ cần phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tôi nghĩ là Ma Tông không nên ăn mất thời gian ăn cái con cua đó, cái con rùa ở bờ sông. Anh ta nên cố gắng đẩy lính càng nhanh càng tốt. Đồng đội anh ta đang chờ, anh ta đẩy lính nhưng anh ta đang đứng im. Lỗi à? Tôi nghĩ đây là lỗi. Bây giờ mới hết ngáo rồi. Bây giờ mới thuốc mới hết tác dụng. Và anh ta đẩy rất nhanh khu vực đường dưới lên. Lướt lên chỉ đơn giản là cấu máu tốt và rất nhiều nguồn sát thương. Đến cả sai chống chịu cũng không thể nào chịu được một lần combo như vậy. 50% máu bay theo mây gió. Bé Tranh đang làm cái cách mà tôi chỉ này. Đấy, tức là ôi, đấy, chém chưa cuối. Xong rồi chiu thôi. Xong lại rút ra. Xong rồi là chém con sáo. À, con cao phải con sói. Đủ stack này. Ba. Kéo ra. Đúng rồi, lại kéo ra. Lại đâu vào? Chém. Chiu. Đấy. Đơn giản. Rất khó chịu. Đơn giản mà lại như đan rổ thôi. Đợi đôi máu đã. Nó chưa hồi. Từ em ơi. Nó chưa hồi. Đây rồi, hồi rồi. Lại. 1, 2, 3. Lại siêu nhân điện quang nào. Kéo ra. 4. Rồi, 4. Chưa chết rồi. Bay lên. Lại. Chém. Lại. Chém chưa? Chém. Chiu. Đây. Nhưng mà thôi, làm này nhiều quá đối hình. Không, đối phương khôn rồi. Tức là đối phương không đứng gần trụ nữa. Mà đối phương về xa nhà chính. Biết đường né ra rồi. Nhưng đường trên kia kìa. Đường trên mới là đường thêm chốt khi Zephyr. Anh ta đang đẩy lên rất cao và cứ chiu chiu ở khu vực đường dưới này thôi, chiu, ai ra cả. Và rất nhiều nguồn sát thương, K đã phải lui về. Nhưng con cào nó lại lỡ đi vào tầm chiu chiu rồi. Nó đã mất đi cái bộ combo của bé Tranh. Và bây giờ lại phải đợi mà thôi. Đợi rồi, tranh thủ đợi thì ăn con bùa xanh cái. Không dùng chiu chiu nhiều, hết năng lượng thì cũng bĩnh. Bây giờ là ăn bùa xanh xong quay ra ăn nhẹ thêm cái con rồng cũng được. Xong rồi tập trung lên phá khu vực đường trên, quay ngược trở ra ăn kinh công. Ván này có lẽ là ván đấu mất thời gian nhất của Game TV thì đúng. Phải, họ đang chơi chậm lại. Họ đang khá bế tắc trong việc kết thúc trận đấu đúng không? Những tình huống của bé Tranh với pha cầu máu bằng ảo ảnh chảm cũng không có quá nhiều tác dụng, bởi đối phương cũng về nhà hồi phục nhanh rồi di chuyển ra để hỗ trợ. Trừ khi cú ảo ảnh chảm đấy trúng cả 5 thành viên đối phương cơ. Thì đó là tiền đề rất tốt để Game TV ùa vào phá hủy trụ. Nakroth của TF đang định làm gì đó tôi cũng không biết nữa. Anh ta đang vòng ra đằng sau và có vẻ như đó sẽ là pha cản lính. Cảm giác TF sẽ cản lính. Cản lính. Trong khi kinh công. Trong khi đó thì đang ăn kinh công khi mà cả Murat và cả Zephyr ở đây. Solo kill giả ca cùng với cả Harry. Nhưng lần này là bắt bài và biết không ăn nữa. Một người ăn, một người quay trở ra để solo kill. Đang đánh nhau, đang cản trở và cả hai người chơi đều có khả năng càn quét tốt. Đang đuổi nhau, đang câu kéo nhau như ruồi với mũi bay ở khung quảnh xung quanh đây. Cảm giác và gọi thêm cả Xuân Bách ra đây nữa để giữ chân. Thì lần này chạy đi đâu đây? Tường bên được. Này cũng có người chặn. Mà tường bên kia cũng có luôn. Và người nằm xuống là TF. Và khi nằm xuống xong họ sẽ càn lên. Ủa, nhưng tông. Ở phía bên này Ma Tông đã phải nằm xuống trước một giấc thương của anh chàng sai. Hồi máu không kịp. Đến từ PSman rất đáng tiếc. Đó chỉ là một pha 1-1 và con kinh công vẫn chưa được ăn đến từ bên phía Game TV. Nhưng phim
Vin. Vin bị giữ chân khá lâu, anh ta có hơi máu đến từ thềm. Bé Tranh đã tới và đó là ảo ảnh chạm. Sát thương chưa đủ để hạ gục được Vin, nhưng hiệu khống chế là đủ kèm theo cú bộc phá của Henry nữa. Hai điểm hạ gục cho Game TV, họ đang tràn vào. Tôi nghĩ họ nên đấm cái nhà lính, không, nhà chính thay vì đấm người. Quyết định của họ là đấm cả hai. Linh Nhi có một lớp khiên ảo tạo ra, anh ta tạm thời lùi được. Nhưng phía bên này thì Zuka của Kiệt Anh không thể làm gì được. Và đó là chiến thắng dành cho Game TV. Rất cố gắng khi những đợi chờ những con lính lên để bên phía team Opa có thể chống trả được, nhưng điều đó là không đủ. Vì dù sao bé Tranh trong ván đấu này anh ta đang cực kỳ khỏe, với những lưỡi gươm của mình anh ta chém rất đau. Bỏ qua con kinh công tấn công thẳng vào nhà chính đã giúp cho bên phía của Game TV có chiến thắng toàn tập là 2-0 dành cho mình. Chiến thắng vô cùng xứng đáng. Đôi khi có một chút vất vả khi họ không thể kết thúc nhanh được trận đấu. Có lẽ cái thời điểm mà họ sai lầm là pha tấn công cái trụ bậc thềm khu vực đường giữa, nó khiến cho trận đấu kéo dài hơn sự tưởng tượng của chúng ta. MVP trận đấu thuộc một lần nữa thuộc về Sơn Bách. Tôi cứ nghĩ là bé Tranh cơ. Anh ta có khả năng giữ mạng nó kinh quá, đúng không? Anh ta gần như hình như anh ta chưa chết trận nào, chưa chết mạng nào trong những cặp đấu vừa qua của Game TV thì phải. Sát thương, để xem sát thương lên tướng thì bé Tranh chắc là vô địch rồi. Vô địch 27.8%. Thì dù sao với những cái lần ảo ảnh chảm của anh ta chém liên tục như vậy, nguồn sát thương chắc chắn phải gây diện rộng ra nhiều hơn so với các thành viên khác. Và với một ván đấu cực kỳ mãn nhãn như vậy thì Game TV vẫn chắc chắn ở vị trí đầu bảng. Vị trí đầu bảng và coi như họ đã đi tiếp rồi. Tôi cảm giác như họ đã đi tiếp rồi. Cặp đấu tiếp theo chúng ta đó là Game Thái Nguyên đối đầu với team DK. Đó là cuộc đối đầu để xem đâu là cái tên, để xem Thái Nguyên có đi tiếp hay không cùng với Game TV thôi. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại khi cuộc đối đầu đó được bắt đầu.